khi chiếu lại những hình ảnh ở đầu video. Chúng tôi biết các fan của Man United, đặc biệt là những người yêu quý Mason Greenwood, sẽ vô cùng thất vọng. Có lẽ chúng ta đã rất kỳ vọng rằng chàng trai ấy sẽ là tương lai ở hàng công của Man United trong vòng 10 năm. Thực sự, ngộ xanh có tài. Nhìn những cú nã đại bác hoặc những pha dứt điểm dấu chân bằng cả chân trái và chân phải của tiền đạo này, ngay cả những fan trung lập cũng phải nổi da gà. Ở tuổi 18, Greenwood bất ngờ được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đưa ra ánh sáng do tình hình chấn thương ở đội hình chính thức trầm trọng. Nhưng hóa ra, đó lại là một trong những quyết định ấn tượng nhất của Ole trong suốt 3 năm ông tại vị. Ngay ở những trận đầu tiên, Greenwood đã buộc người ta phải nhắc đến tên của anh. Những tình huống di chuyển khôn ngoan, đi kèm với đó là tốc độ và sự tự tin không biết sợ của tuổi trẻ. Nhưng trên tất cả choáng váng đặt ra câu hỏi rằng làm sao một cầu thủ mới 18 tuổi có thể sở hữu những cú dứt điểm đưa bóng đi toàn vào góc hiểm mà lại rất mạnh và chính xác. Đó là kỹ năng dứt điểm mà ngay cả các chân sút gạo cội cũng phải thèm muốn. Và càng sốc ở chỗ, Greenwood có thể sút bằng cả hai chân không khác gì nhau. Ngay cả Cristiano Ronaldo cũng phải ngoài 23 tuổi mới hoàn toàn thành thục các pha dứt điểm chân không thuận. Như vậy, trường hợp của Greenwood chỉ có thể nói là bẩm sinh. Và đó đúng là tờ vé số độc đắc, một món quà mà chàng trai này may mắn được Chúa ban tặng. Greenwood tận dụng tài năng của mình và phát triển nhanh chóng. 3 trận đá chính đầu tiên cùng các anh lớn, gỗ xanh cho thấy mình không hề gỗ như cái tên. Anh mang về 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Cổ động viên Man United sướng như phát điên. Cuối cùng, họ đã hiểu vì sao Ole Solskjaer tự tin đến mức thải loại cùng lúc cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez. Đó là triết lý của câu lạc bộ lẫn tôi, trao cho các cầu thủ trẻ với thái độ đúng đắn một cơ hội. Mason sẽ có một sự nghiệp lớn nếu mất vài năm cho cậu ấy thực sự bứt phá, với chúng tôi vẫn đáng. Nhưng Greenwood chẳng bắt ông thầy phải chờ đến vài năm. Anh ghi bàn với sự già dặn như một cầu thủ đã chinh chiến nhiều trận trong sự nghiệp. Sang mùa sau, ban huấn luyện quyết định trao cho Greenwood chiếc áo số 11 của huyền thoại Ryan Giggs. Và đó cũng là lúc những pha bắn phá của tên đạo này lợi hại nhất. Tốc độ như một chú báo, khả năng đánh hơi bàn thắng xuất sắc cùng kỹ năng dứt điểm đa dạng đã mang về 12 bàn thắng cùng 6 kiến tạo. Greenwood cùng với Edison Cavani và Marcus Rashford tạo thành tam tấu khiến cho các cổ động viên bay bổng, dù rằng mùa ấy Quỷ Đỏ trắng tay. Nhưng rồi tất cả những điều mà chúng ta vừa nói chỉ còn là ký ức đẹp mà Greenwood để lại trong trí nhớ của các cổ động viên Man United. Bởi từ hôm nay, anh sẽ không còn là một thành viên Quỷ Đỏ. Tối ngày hôm qua, trang chủ manunited.com đã đưa ra thông báo chính thức. Quá trình điều tra của đội bắt đầu từ tháng 2 năm 2023, sau khi tất cả các cáo buộc chống lại Mason được bãi bỏ. Xuyên suốt quá trình điều tra, chúng tôi đã tính đến mong muốn, quyền lợi và quan điểm của nạn nhân bị cáo buộc cùng với các tiêu chuẩn và giá trị của câu lạc bộ. Đồng thời tìm cách đối chiếu càng nhiều thông tin cũng như bối cảnh càng tốt. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tiến hành một cách cẩn thận để thu thập bằng chứng không thuộc phạm vi công cộng, kể cả từ những người có vai trò trực tiếp đến vụ việc. Dựa trên bằng chứng thu thập được, chúng tôi đã kết luận rằng tài liệu được đăng lên mạng xã hội không cung cấp một bức ảnh đầy đủ và Mason không phạm các tội mà ban đầu anh ấy bị buộc tội. Và như Mason công khai thừa nhận ngày hôm nay, anh ấy đã phạm sai lầm và phải chịu trách nhiệm. Tất cả những người liên quan, bao gồm cả Mason, đều nhận ra khó khăn khi anh ấy bắt đầu lại sự nghiệp của mình tại Man United. Do đó, cả hai bên đã nhất trí rằng sẽ là thích hợp nhất nếu anh ấy rời Old Trafford. Và bây giờ, chúng tôi sẽ làm việc với Mason để chấm dứt hợp đồng. Giám đốc Richard Arnold cũng có một vài dòng ở bên dưới. Ông thể hiện rõ sự tiếc nuối nhưng phải hành động như vậy. Vụ việc này đã gây ra những ý kiến trái chiều và tôi có trách nhiệm giảm thiểu bất kỳ sự phân tâm nào đối với sự đoàn kết trong câu lạc bộ. Không mất nhiều thời gian, nhân vật chính của vụ việc này, Mason Greenwood cũng lên tiếng về vụ việc. Anh viết trên Instagram như sau: "Tôi hiểu rằng mọi người sẽ đánh giá tôi với những bằng chứng trên mạng xã hội và đánh giá tôi theo cách tồi tệ nhất. Tôi khẳng định bản thân không có hành vi bạo lực gia đình và tòa án đã bác bỏ vụ việc. Dù vậy, tôi đã mắc sai lầm trong mối quan hệ của mình và sẵn sàng trả giá về việc đó. Là một cầu thủ bóng đá, tôi phải sống và làm gương cho những người khác. Giờ tôi sẽ tập trung vào việc làm cha và có trách nhiệm cho điều đó. Quyết định ngày hôm nay là sự thống nhất của cả MU, bản thân tôi và gia đình. Điều tốt nhất cho sự nghiệp của tôi lúc này là thi đấu ở bên ngoài sân Old Trafford. Câu lạc bộ đã gắn bó với tôi từ năm lên 7 và họ hỗ trợ rất nhiều trong thời gian qua. Tôi xin cảm ơn." Nhà báo Mike Keegan giải thích thêm rằng điều này có nghĩa là Greenwood sẽ không thi đấu cho Man United nữa. Anh hiện đang khám phá các lựa chọn mới cùng câu lạc bộ. Có khả năng anh sẽ được cho mượn trước khi kết thúc hợp đồng với MU.
Đến đây, nếu bạn là fan Quỷ Đỏ, có lẽ bạn sẽ thấy nghẹn ngào. Nhưng đừng trách đội chủ sân Old Trafford, họ đã làm tất cả để có thể mở cho Greenwood một cơ hội làm lại từ đầu. Thậm chí, khi bị làn sóng phản đối dữ dội của các cổ động viên, câu lạc bộ này có những dòng vô cùng xúc động. Họ khẳng định, ngoài trách nhiệm phải chống lại nạn bạo lực, thì họ cũng phải có trách nhiệm với Greenwood, một cầu thủ đã gắn bó với Old Trafford từ năm 7 tuổi. Đó là trách nhiệm của một câu lạc bộ với một người cha, cần một công việc để lo cho gia đình và đứa con mới chào đời. Các phóng viên thân cận với Man United cũng cho biết, câu lạc bộ đã liên tục cử người nói chuyện với đại diện của các cầu thủ nữ và đại diện của những fan nữ đang biểu tình. Man United mong mọi người hãy tha thứ cho sai lầm của Greenwood và để anh quay trở lại. Nhưng bất chấp tất cả những lời thống thiết, Man United không thể làm lung lay ý chí của những cổ động viên đã cảm thấy ghê tởm gỗ xanh. Theo The Athletic, việc đem Greenwood trở lại thực tế là một hành động bất chấp từ phía ban lãnh đạo MU, cụ thể là giám đốc điều hành Richard Arnold. Điều này có thể đem lại một hậu quả nặng nề, làm rối loạn nội bộ đội bóng. Cụ thể, tờ báo Anh cho biết, một số nhân viên của Manchester United đang cân nhắc nghỉ việc, thậm chí còn lên kế hoạch đình công để phản đối Mason Greenwood trở lại đội 1. Mà không chỉ các nhân viên cấp thấp, ngay cả những nhân vật cộn cán, có tiếng nói lớn trong ban lãnh đạo, cũng phản đối ý tưởng cho Greenwood một cơ hội để làm lại. Không chỉ có nguy cơ mất nhân viên, MU sẽ còn đối mặt với cảnh bị một bộ phận không nhỏ người mộ là nữ tẩy chay chỉ vì Greenwood. Mới đây, đã có một nhóm cổ động viên nữ tập trung biểu tình ở sân Old Trafford ngay trước trận đấu gặp Wolves để phản đối sự trở lại của tiền đạo người Anh. Người ta không thể lường được một khi những hình ảnh về Greenwood chính thức tập luyện trở lại được công bố, làn sóng phản đối và tẩy chay Man United sẽ còn lớn đến đâu. Đặc biệt, những nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn trên mạng xã hội cũng không bỏ qua vụ việc này. Nữ MC Rachel Riley đã khẳng định cô sẽ không tiếp tục ủng hộ Man United nếu đội bóng này đưa Greenwood trở lại. Ở bên dưới là hàng ngàn lượt bình luận đồng tình. Đối diện với sự tẩy chay mạnh mẽ thế này, Man United không thể làm khác. Câu lạc bộ này hiện đang cực kỳ bế bát trên sân cỏ. Nếu bây giờ họ còn để cho cổ động viên quay lưng thì nát vụn. Đó là chưa kể các nhà tài trợ cũng có nguy cơ chấm dứt mọi hợp đồng vì những hình ảnh này sẽ làm phương hại đến thương hiệu. Sau tất cả, Greenwood phải tự trách mình. Anh đã được trời phú cho những năng lực vượt trội. Nhưng là một cầu thủ thì bên cạnh tài năng còn cần phải có đạo đức. Greenwood đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Và giờ thì chúng ta phải nói lời tạm biệt anh. Gỗ xanh.